tán me ra cho nước sôi. Và mình đổ nước vô. Rồi mình nêm me nha. Bơ vô ha. Cho nó tan chảy ra. Rồi bắt đầu mình cho tỏi nha, nhiều tỏi nó mới ngon nha. Rồi để mình tiến vô. Nếu bạn nào thích ăn á béo á thì bỏ thêm một ít dầu nha. Thơm không? Rất là thơm. Đậu vô nha. Trộn đều lên nha. Đến khi mà con sầu long nó tái rồi nó chín, các bạn thấy cảm giác như là nó tái rồi, bắt đầu mình mới bỏ bớt men vô. Cho một ít hạt nêm. Nhà tô mẹ. Lớn lớn nha các bạn. Rồi mình đổ me. Khi con sò lông nó đã tái rồi các bạn bỏ me nha. Thấm rồi, nó chín rồi, bây giờ mình bỏ rau răm vô cho nó thơm nha. Rồi bắt đầu là mình trộn sơ lên một tí nữa. Cái nước này là rất là ngon, ngọt nha quý các bạn. Mình hấp cũng rất là ngon, mình thưởng thức cũng rất là ngon luôn. Thật sự ra là con sò lông này, nguồn gốc con sò lông này là chồng ông xã mình đi làm về thấy ngon quá rồi. Ông xã mình ghé mua
nên là mình mới quyết định là mình chia sẻ với các bạn. Rồi bây giờ mình đổ ra nha. Rồi đây là cái món sò lông mình mới vừa làm xong nha cả nhà. Nhìn nó hấp dẫn không nè. Mời cả nhà ăn nha. Ăn chung với lại muối tiêu mà nhà làm, mẹ mình làm đó nha. Ngon cực kỳ luôn. Rồi tạm biệt cả nhà nha. Hẹn lại vào một khác không khác nha. Bye bye.